Xin chào các bạn, chúng ta đã hoàn thành phần lý thuyết liên quan đến hàm Isaac rồi. Giờ chúng ta sẽ tự tay viết một tính năng đăng nhập sử dụng jQuery Isaac nhé. Nào, hãy bắt đầu nào. Yêu cầu như thế này, bạn hãy tạo một form có thông tin như sau. Khi chúng ta click vào nút đăng nhập, thì thông tin trên form sẽ được gửi lên server tại địa chỉ. Lưu ý, server chỉ chấp nhận dạng yêu cầu là post và kiểu dữ liệu gửi lên là. Nếu ta gửi dạng là get, server sẽ gửi mã lỗi là 400 về. Nếu địa chỉ email không thuộc dạng amoc.c1.vn thì mã báo lỗi về sẽ là 403. Khi mã lỗi là 403, bạn cần hiện thông báo ra màn hình là vui lòng sử dụng email thuộc domain c1.vn. Ví dụ email là support@amoc.c1.vn thì hợp lệ. Nhưng email là learner@gmail.com sẽ là báo lỗi. Nếu server chấp nhận yêu cầu thì sẽ trả về nội dung là một chuỗi văn bản. Đăng nhập thành công. Có rất nhiều thứ cần phải làm, nhưng chúng ta hãy đi qua từng bước và phân tích với mỗi yêu cầu thì cần thiết lập thế nào trong hàm Isaac của jQuery. Bắt đầu bằng việc đầu tiên, đó là khai tạo một jQuery Isaac tới địa chỉ server. Mã nguồn sẽ như sau. Đầu tiên là khai báo chuỗi URL, chính là địa chỉ của server. Tiếp theo là gọi hàm Isaac với URL đó. Mã nguồn sẽ là. Chỉ đơn giản như thế này là ta đã khởi tạo được một request tới server rồi. Giờ xem yêu cầu tiếp theo nhé. Khi click đăng nhập thì sẽ gửi thông tin trên form lên server. Như vậy là phải cần có chỗ để đưa dữ liệu lên rồi. Vậy ta cần phải đưa thêm đối số settings vào trong hàm Isaac. Mã sẽ như thế này. Hiện tại settings chưa có gì cả. Và ta đang cần đưa dữ liệu của form lên server. Nên sẽ phải lấy dữ liệu của form. Gắn thuộc tính vào thuộc tính data trong biến setting này. Để lấy dữ liệu từ một form thì jQuery cung cấp thêm hàm serialize. Hàm này sẽ lấy dữ liệu của form thành một chuỗi các cặp key và value. Trong đó key là tên của control và value là giá trị của control. Bạn có thấy hai control, một có tên là name là email và control thứ hai có tên name là password không? Hãy cùng xem đoạn demo nhé. Đầu tiên ta hãy lấy form ra. Wow, có form rồi. Giờ ta sẽ gọi hàm serialize nhé. Đây rồi, giá trị hiện tại là một cặp email và password. À, nhưng mà email đang rỗng và password cũng vậy. Thử nhập thông tin vô ô nhập liệu xem sao. Ta thử lại. Wow, có giá trị rồi đó các bạn. Có thể thấy ký tự amoc bị thay thế bằng ký tự %40. Không có gì lo lắng nhé. Các ký tự này sẽ được dịch lại thành ký tự đúng khi gửi lên server. Hoặc bạn có thể thử kiểm tra bằng decode URI component như ở đây. Chuẩn quá rồi đúng không nào? Vậy là ta đã lấy được dữ liệu của form rồi. Hãy gắn giá trị đó vào thuộc tính data trong đối tượng setting nhé. À, bạn lưu ý, form là một selector. Bạn phải đảm bảo selector này chính là form. Nếu không nhớ cách làm thì bạn hãy ôn lại khóa CSS cho thật kỹ. Giờ ta đã có dữ liệu lên server rồi, để xem còn yêu cầu gì nữa không nào. Server chỉ nhận yêu cầu dạng post và gửi dữ liệu lên là giá trị. Wow, vậy là method phải là post và là dữ liệu gửi lên server phải là... Chỉ cần thêm thuộc tính method là post vào setting là ok rồi. Còn lại dữ liệu gửi lên là giá trị của thuộc tính nào các bạn? Chỉ cần tra lại bản mô tả là biết ngay. Đó chính là content type. À, nhưng mà mặc định content type là kiểu đó rồi mà. Vậy giá trị này không cần đưa vào settings nữa nhé. Mặc định đã đúng rồi. Ok, giờ xem yêu cầu tiếp theo là gì. Nếu gửi get, server sẽ lỗi và gửi mã 400 về. Nếu địa chỉ email không thuộc dạng amoc.c1.vn thì mã lỗi báo về sẽ là 403. Khi mã lỗi là 403, bạn cần hiện thông báo ra màn hình là vui lòng sử dụng email thuộc domain c1.vn. Với mã 400 thì hiện lỗi, còn với mã 403 thì hiện câu thông báo. Khá đơn giản, nhìn vào bảng các thuộc tính thì chính là thuộc tính status code sẽ giúp chúng ta làm việc này. Đây là mã nguồn. Ồ, nhưng ta hãy chạy thử mã nguồn nãy giờ đã viết xem như thế nào nhé. Để làm được điều đó thì chúng ta phải bắt sự kiện click chuột lên nút nhấn đăng nhập và gọi đoạn mã nãy giờ ta viết. Toàn bộ mã nguồn JavaScript sẽ như sau. Hãy xem demo nào.
Đầu tiên, ta sẽ mở Chrome DevTools để kiểm tra request có chạy không, đồng thời kiểm tra nội dung request gửi lên có đúng không bằng cách mở tab Network. Ok, giờ thử nhập đúng nội dung xem sao. Click đăng nhập nào. Wow, có một request gửi lên, mã trả về là 200. Hãy xem các thông tin thêm nào. Địa chỉ server đúng, method là post là đúng rồi. Hãy xem dữ liệu gửi lên như thế nào. Chà, cũng đúng luôn. Giờ thử gửi email không thuộc domain c1.vn xem thế nào nhé. Bạn đăng nhập vào. Wow, có thông báo lỗi. Kiểm tra thì thấy mã trả về là 403. Chào, đúng với yêu cầu rồi đó các bạn. Các bạn tự thử nghiệm thêm bằng cách đổi method là post thành get thử xem nhé. Cuối cùng thì chúng ta cũng tự tay viết cái đoạn mã jQuery Ajax để khởi tạo một request lên server. Thật là tuyệt vời. Còn vấn đề nữa là làm sao hiển thị kết quả mà server trả về lên trang web đấy. Khi làm việc với đối tượng XML HTTP request thì ta bắt sự kiện already state change. Còn jQuery thì phải làm thế nào? Đó chính là nội dung của bài học tiếp theo. Giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.